Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên Lao động .vn. Kính thưa quý vị, giá vàng thế giới hiện ở mức 2013 đô la Mỹ trên một ounce, nhìn chung có tăng khoảng 9 đô la Mỹ trong 24 giờ qua. Mặc dù tăng so với ngày trước đó, nhưng kim loại quý này vẫn đang phải đối mặt với mức giảm mạnh hàng tuần do các nhà phân tích phần lớn giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đặc biệt là sau báo cáo hôm thứ Ba cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng trước đã tăng hơn dự báo. Các nhà phân tích cho rằng lạm phát dai dẳng buộc Fed phải duy trì thắt chặt chính sách tiền tệ dài hạn hơn. Điều này tiếp tục gây áp lực lên vàng. Theo giới phân tích, giá vàng dự báo có xu hướng giảm trong thời gian tới. Trước ngày Vía Thần Tài, giá vàng trong nước có sự biến động, chênh lệch giá mua bán đang bị đẩy lên mức cao. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu, xét về góc độ kinh tế, mua vàng trước và trong ngày Thần Tài sẽ mang lại bất lợi cho nhà đầu tư. Thay vì chọn đầu tư vàng vào ngày giá rất cao như Vía Thần Tài, người mua nên lựa chọn thời điểm sau đó khi giá vàng lao dốc để bắt đáy. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thị trường ngoại tệ, sáng nay, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong giờ thanh toán quốc tế, hiện ở mức 103,892 điểm. Đồng đô la Mỹ giảm khi thị trường lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ sau khi giá sản xuất cao hơn dự kiến, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ngừng cắt giảm lãi suất cho đến ít nhất là giữa năm nay. Trong nước, hiện Ngân hàng Nhà nước đang công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.971 đồng trên đô la Mỹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo. Uống gì trúng nhiều tiền. Ủa, đất tài thanh, chào tăng thông độ, nó bùng anh. Trúng giải 1 tỷ, tiếng giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.